Giá lúa gạo tại thị trường trong nước giờ được điều chỉnh tăng nhẹ từ 50 tới 100 đồng một ký. Tuy nhiên, thị trường giao dịch trầm lắng. Lúa IR50404 đang có giá 6.900 đến 7.000 đồng một ký. Lúa đầy thơm 8 ở mức 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM5451 ở mức 7.200 đến 7.400 đồng một ký, tăng 100 đồng một ký. Lúa OM18 có giá 7.500 đến 7.800 đồng một ký. Lúa OM380 dao động từ 7.200 đến 7.300 đồng một ký. Lúa Nhật ở mốc 7.800 tới 8.000 đồng một ký và lúa nàng nhan khô ở mức 20.000 đồng một ký. Đối với mặt hàng gạo, hiện giá gạo nguyên liệu IR50404 hè thu lên mức 10.500 tới 10.750 đồng một ký, tăng 50 đồng một ký. Trong khi đó, gạo thành phẩm IR50404 lên mức 12.650 đồng đến 12.800 đồng một ký, tăng 50 đồng một ký. Ghi nhận tại các địa phương như Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, giao dịch lúa gạo cầm chừng, vắng người mua.